TT015. TT015 giá 262.000. Giá chưa có phí vận chuyển nha. Rồi, hello chào anh em. Bây giờ là Sang lại tiếp tục cái video này. Thì cái Sang có cái bộ ba viên nó mới về lại đây. Ha. À, thì có anh đặt hàng, có khách đặt hàng cho nên là sẵn tiện rồi nhập về thêm nữa để giới thiệu lại với anh em ha. Anh em có thể lên website đặt hàng cũng được. Cái nào mà anh em cứ lên website và có cái phần mà nếu như hàng hết hàng á thì anh em cứ gõ vô anh em đặt hàng đi, rồi bên mình sẽ tiếp nhận. Có khi nào mà tiếp nhận đó rồi mình sẽ thấy một hai đơn gì đó cùng sản phẩm đó thì mình sẽ nhập về sớm ha, để cho anh em thì mình liên hệ lại để báo là mình có hàng gì đó. Anh em có thể đặt ha, đặt trên website cũng được đó. Thì đây là một cái bộ ba via của hãng Noga. Thì đi vòng quanh hết trơn á thì cái sản phẩm mà cạo ba via thì chỉ có thằng Noga này là số 1 nha anh em. Những thằng khác thí dụ như thằng Supertool nó cũng có cái dao cạo ba via, nhưng mà thực chất là nó cũng gia công từ ông này ra ha. Những cái hàng mà anh em ra bãi mua thì có khi anh em nói hàng nó là hàng nội địa đó, chứ thực chất là cũng là từ cái ông này ra, từ ông Noga ông gia công. Noga thì nó xuất xứ nó là Israel ha, và nó là một cái công ty mà thương hiệu hàng đầu về những cái sản phẩm như thế này, những cái dao cạo gọt đó. Thì cái dao cạo này đây, nó sẽ tích đem theo cho chúng ta tới 10 lưỡi luôn, anh em xài thoải mái luôn ha. Xài nào mà cái cây này nó cũ nó mòn nó ấy thôi, mắc cái cây này thôi, mình nghĩ là cái lưỡi này vẫn còn đó. Và thì cái dao cạo này là cái công dụng của nó đó, thì đã nói là cái tên, nghe cái tên đó là mình biết rồi, dao cạo ba via ba dớ đó ha, hay gọi là ba via. Đây gắn vô, ta kéo này xuống nè, gắn vô ha. Rồi đó, thì cái thí dụ như điện lạnh thì cũng có sử dụng nè. Nè, ví dụ như vậy, khi mình cắt xong là nó sẽ có những cái bao viên như thế này nè. Thấy không? Giờ mình sẽ cạo thôi. Cây thước này nó tới 2 mét nữa nha. Hoặc là ống nhôm, hoặc là gì? Sắt cũng được luôn, nhôm, sắt, nhựa. Ha. Chúng ta đều cạo được. Cạo cho nó sạch để nó không có bị xì ha. Làm kỹ thì cái ống mình nó sẽ không có phải tháo ra mà sửa lại ha anh em. Nè, ta cạo đi. Cạo đi. Chỉ có một cây duy nhất thôi nha, hàng rất là độc luôn. Đây, của hãng Qua. Đó. Cạo sạch bao via đi. Thì cái này nó ống này lúc này nó sẽ không có bị sần sừ. Bữa đầu chúng ta le ra thì nó sẽ không có bị chảy xước dẫn đến là bị xì hơi rồi ha. Đây. Hoặc là ống nhựa cũng vậy, ống nhựa khi anh em cắt xong rồi á, nếu như mà cắt kéo thì nó không có bị bao via, nhưng mà cắt bằng cưa thì nó sẽ bị bao via. Thì bao via đó nó khi mình ta đút cái ống vô á, dán keo có khi nó lại vướng những cái đó, nó gịnh nước. Thì để làm cho nó đẹp thì sử dụng cái này. Đó, hoặc là ống sắt cắt ra cũng vậy luôn ha. Đó, nó ứng dụng cho này. Steel, aluminum và industrial, tức là steel là thép ha, aluminum, nhôm, plastic luôn, thì cái đồng cũng vậy đó. Đó. Rồi, một bộ như thế này giá của nó là 310.000. Mã đặt hàng của nó là GNG8150. Thấy anh em, NG8150 mình chưa kịp dán giá nữa đó. Là quay lên cho anh em luôn, mới vừa về vừa tắt thì luôn. Chưa được 20 phút nữa. Lên quay liền cho anh em luôn. NG8150 à, giá 310.000 một cây. Một cây nó sẽ có rồi một cái này và 10 cái lưỡi secua ha. 10 lưỡi secua. Rồi, đó là sản phẩm thứ nhất. Tiếp tục Sang sẽ giới thiệu thêm một cái kìm của Sunora. Thì kìm Sunora chiếc này Sang về thêm một cái cây kiểu này nữa, là nó cắt dây VVF. Kìm cắt cáp điện VVF. Đây. VCT được nè, VVF nè. Ha. Rồi IV. IV. IV thì nó cái loại nó bên ngoài nó chỉ cái vỏ bên ngoài thôi.
Còn cái loại VCT thì nó bên trong nó sẽ nhiều nhiều lõi, nhiều bột nhựa nữa, tức là nó sẽ hai lớp bột nhựa. Đây. Kìm kiểu này. Của hãng Sunoda. Thì bên mình là hiện tại là đã là đại lý cấp 1 của nhà phân phối Sunoda. Thì anh em nào có cái nhu cầu cần phân phối lại hàng này, cần nhập hàng này thì liên hệ bên mình, sẽ có cái chính sách giá và chiết khấu cho những anh em nhập hàng về để thương mại ha. Anh em đi thẳng trực tiếp vào nhà phân phối thì nói chung là anh em không đủ doanh số đâu, tại vì mình đã là bán cũng nhiều rồi, cho nên là nếu như anh em mới bán thì nên là từ một cái phân phối đại lý cấp 1 đi, rồi cái anh em được sẽ có thể chiết khấu có khi cao hơn là anh em đi trực tiếp nữa. Thôi bây giờ quay trở lại đây thì sang sẽ có hai cây như thế này, và nó có khác biệt gì với nhau về cái kiểu cắt không đó. Thì cái cây này em thấy là cái lưỡi của nó là sẽ là bầu hơn, tức là nó tròn hơn đó. Thì cái lưỡi tròn hơn á nó áp dụng cho những cái cáp dây điện mà thí dụ như nó tròn như thế này, nó tròn, cáp điện tròn á, thì em đưa vô đây cắt á thì cái mặt cắt nó sẽ đẹp, cái mặt phẳng như thế này đó ha. Còn khi mà anh em sử dụng cái kìm cáp này ha, kìm loại này thì cái dây cáp mà nó dẹp như thế này nè, cắt vẫn được bình thường thôi, anh em cắt vẫn được bình thường. Ở đây là dây nhỏ cho nên mình sẽ không có thấy được là cái tác động của nó bị móp ha, anh em sẽ không thấy. Nhưng mà mình để đây nè, mình ví dụ thôi, tại vì ở đây mình không có dây lớn, ví dụ thôi. Thì cái lõi này nó dẹp nè, mà ở đây là nó tròn nè. Nếu mà nó tròn nè, này ví dụ như vậy nè, thì khi mà anh em cắt xuống nè ha, khi anh em cắt xuống á thì nó bị bóp nè, thấy không, nó bị bóp biến dạng đi, nó không còn đẹp nữa. Mà những cái anh em người ta làm điện công trình đó thì rất là quan trọng cái chỗ này ha. Nếu mà làm để mà không có phải sửa chữa lại thì nên mua những cái phụ kiện xịn như thế này. Rồi cây này nó sẽ giải quyết cái vấn đề đó, tức là cái này nó sẽ là nó lơi đi, nó không có lõm sâu, thì cái sợi dây cáp điện á nó dẹp, thì khi mà anh em cắt xuống như thế này nó không bị móp ha, không bị móp. Còn nếu như mà anh em cắt cái kiểu kia nó sẽ bị dễ bị móp. Đó là cái dọc dây điện, cái này là cái loại cắt dây dẹp, cáp điện dẹp. Thì cái cáp điện dẹp là ở đây nó có cái loại dây là nè, cáp dẹp hết nè, VVF. Cái loại này những cái dây sợi dây này sẽ dây lớn luôn á, dây mà anh em đi dây cái rồi đó, VVF. Rồi dây VCTF. VCTF thì nó cắt được tới 9 ly ha, 9 ly đường kính á. Dây IV thì 22 mm tiết diện, 22 mm vuông á. Rồi thì cái cây này á, thì cái chiều dài của nó đây là 200 mm đó. Thì nó khác biệt giữa cái cây này, nó chỉ chỗ đó thôi, tức là cái cây này nó sẽ cắt các loại dây dẹp, còn cái này là cắt dây tròn ha. Mỗi cái thì có công dụng khác nhau, dây tròn. Cái này thì nó cắt dây tròn, nó được hai dây lớn ở đây và dây nhỏ xíu ở đây ở trên đó. Ở trên là dùng để anh em biết gì không, cái dây của em khi anh em cắt ra rồi á, ví dụ như anh em muốn tuốt dây điện chẳng hạn, anh em muốn tuốt á thì chỉ cần đưa vào đây nè đó ha, cũng được luôn nha. Cái này dây này nó đó như thế này là cắt ra là nó được nè ha, là mình tuốt ra ha. Rồi cái cây này cái mã mà cái sản phẩm của nó là CA26F. CA26F. Đây nè, anh em thấy cái này nè. Nhiều khi anh em nói là nhiều khi người ta mua cái kìm Trung Quốc, tức là những anh em mà thợ người ta sử dụng nhiều thì có khác, còn cái anh em mới mua lần đầu á, mua sử dụng kìm Trung Quốc nó quen rồi
thì Trung Quốc nó làm có những cái nó cũng bóng bẩy lắm ha. Mà khi mua cây kiệp này về mình tưởng là nó cũng bóng lưỡng như vậy, nhưng mà không phải vậy nha. Tức là nó có cái loại này nè, nó xước xước xước, cái mặt phẳng của nó xước xước chứ không phải là nó phẳng lì. Lý do là thép nó cứng ha. Đó. Chỉ có cái là cái bén, cái độ bén rất là bén, và cái độ hoàn thiện người ta cũng làm đẹp. Chỉ có cái mặt này là nó sẽ xước 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 thước thôi, chứ nó không có được bóng mịn như những cái cây hàng rẻ tiền. Cây này giá của nó là 355.000. Ủa, bậy 310.000 anh em, 310.000 ha. Mã đặt hàng là TT026, giá 310.000 nha. Giá chưa ship nè. Cắt những cái sợi dây dẹp như thế này nó sẽ không có bị mớp dây. Đó. Tiếp tục là một cái kìm này. Kìm này thì giá của nó là 355.000. Cái này là CA60. Còn cái loại OH60 mình cũng có luôn nha. OH60 thì nó cắt bự hơn nữa. À, CA60 thì nó cắt được tối đa là 13 ly. Tối đa 13 ly ha. Còn OH60 là nó cắt tối đa tới 22 hay gì đó, 20-22 gì đó. Cái này 355.000 TT2204, 355.000. Cái này thì cắt cho cái dây là VCTF với dây IV, là cái loại tròn á nè, dây tròn ha, dây tròn. Chiều dài của cây này là 250 mm. Tiếp tục mình sẽ giới thiệu với anh em, đó là một cái cây nhổ, không phải là nhổ mà nó rút cái ri vê thạch cao á, ri vê thạch cao nha. Đây nè, ở đây nó còn lại được mấy cây nè. Cái ri vê này anh em mua cũng có nha, mua ngoài thị trường có đó. Giờ thì xài ri vê thạch cao cũng là khá là nhiều. Đây, ri vê thạch cao thì khi mà ta phát lỗ xong rồi thì cái này nè đưa vô, rút cái này lên ha, cái này nó sẽ, cái này nè nó bung ra nó ép vô. Cái này thì giá của nó chỉ có 140 thôi, 140.000 ha. Mã đặt hàng của nó là B520, giá 140.000, và giá là giá chưa có phí ship nha, chưa phí vận chuyển. Tiếp tục mình sẽ giới thiệu với anh em một cái kìm bấm code của Lobster. Để bỏ tiền ra mua cây kìm bấm code này là khoảng 1.000.000 nha anh em. Nhưng mà cái kìm này là chưa có sử dụng nè. Càng còn bao bì còn mới nè, mà chuẩn zip cũ nữa. Ha, à, rất là đẹp luôn. Nói chung là Lobster là nó sản xuất rất là ít sản phẩm, nhưng mà sản phẩm nào ra sản phẩm đó ha, xịn sò, cực kỳ xịn luôn. Nè. Nói chung là không có chê vô đâu được hết. Thì đây nó sẽ là 8 ly nè, 5.5 nè, 2 và 1.25 đó. Bấm rất là nhẹ. Thì cái loại này anh em bấm á, bấm vô mà nói chung là vừa tay mình luôn, bấm xuống nó không đau tay, nó có sự đàn hồi. Và bấm tới đó là nó ngừng, nó nhả cái này ra thì cái code của mình nó bấm nó không bị ruột ha. Đầu code bấm cũng đẹp nữa. Đó, thì nó có 4 cỡ, 1.25, 2, 5.5 và 8. Hàng chưa có sử dụng luôn ha, còn bao bì đàng hoàng. Mấy toanh. Cái này giá của nó là, cái này mình bán hoài nè, giá của nó là 750.000. Mã đặt hàng của nó là LO003, LO003 750. Anh em nào chưa có thì sở hữu một cây đi ha, để mua cây TB14 của thằng Sunoda. Nó tới 1.000.000 nữa nha, 1.000.000. Mình bán giá rẻ nhất của thị trường luôn là 1.390.000 hay 380.000 gì đó, là rẻ nhất rồi đó. Những chỗ khác nó bán tới 1.400.000 mấy nè, 1.400.000, 1.500.000 nè. Mã đặt hàng là LO003 nha anh em, LO003, 750.000, giá chưa ship. Rồi, đây là một cái cưa của hãng Silky Rumboy. À, thì cái dòng này nó gọi là, cái tên gọi nó là Ayumi. Đời này cũng cổ lắm rồi anh em ơi. Đời mới bây giờ là nó sẽ là cái vỏ nhựa, không còn vỏ gỗ như thế này nữa.
Cái này thì là đời đời cổ. À, Silky với Gumboy, Silky với ARS thì thằng nào là lâu đời nhất? Silky ARS là nó thành lập mình nhớ được không, mình coi tự nhiên quên, cũng lâu đời lắm. Nhưng mà Silky nó lớn hơn thằng ARS. Silky mà cái vốn điều lệ mà lúc mà nó thành lập á là nó tới 50 triệu yên, 50 triệu yên. Còn thằng ARS thì nó chỉ hình như là mình nhớ là 40 triệu yên gì đó, tức là nó ít hơn tới 10 triệu yên nè. À, còn ARS với Silky thì Silky nó ra đời trước thằng ARS mấy năm. Để mà mình hôm nào mình sẽ quay chi tiết hơn về hai cái sản phẩm của hai hãng này và cái lịch sử tuổi đời của hai hãng này ha. Thì nếu mà nói về cưa thì những cái hãng đó nó mới là những cái hãng mà có tiếng tăm lâu đời. Nó là thành lập là một cái công ty lớn rồi và nó xuất khẩu ra toàn thế giới. Rồi những cái công ty mà nhỏ, cái dạng như cái làng truyền thống này nọ thì nó được sản xuất trong nước, và sau này thì những cái công ty, những cái đó nó mới đi ra nước ngoài thôi, cái kiểu như là mới bắt đầu để bán ra nước ngoài thôi. Còn những thằng Silky và thằng ARS là hiện tại là nó bán khắp nơi trên thế giới rồi ha, khắp nơi trên thế giới. Ok, cái này thì cái loại này nè anh em, nó được làm rất là sắc sảo, lưỡi cưa rất là bén luôn, cực kỳ bén luôn ha. Cái này anh em có thể mài được nha, có thể mài được. À, và mình hồi nãy mình nói nó đầu cổ nè, tức là cái cán của nó hiện tại là vẫn còn bằng gỗ luôn, bằng gỗ luôn chứ không phải là cán nhựa. À, đời mới bây giờ là cán nhựa nha, đây là cán gỗ, và nó ốp hai miếng cao su hai bên. À, hai miếng cao su này nó được dán keo, tức là cái kỹ thuật của nó ngày xưa nó chưa có nhiều á, thì nó được làm bằng cán gỗ và ốp miếng cao su dán keo đây ha, của hãng Silky. Silky Gumboy Japan nè. À, cây này kích thước của nó là 270mm em, 270 ha, 270. Và cái vỏ này làm rất là đẹp luôn. À, anh em nhìn vô cái vỏ này, nếu mình không có nói là vỏ bằng bằng nhựa thì anh em, ố bằng bằng gỗ thì anh em không biết đâu, anh em cứ nghĩ là nhựa đó, nhưng mà nó bằng gỗ anh em, bằng gỗ và được sơn đen. À, đẹp không, khá đẹp. À, đục vô có cái sách cho mình nè, dắt vô thắt lưng ha. Cây này giá của nó là 400.000. 400.000, mã đặt hàng của nó là SI027. SI027 giá 400.000 và giá là giá chưa có phí ship nha, chưa phí vận chuyển. Một cái cắt ống đồng của thằng SK11. À, cái này thì mình mới cắt thử nha anh em, mình mới cắt một cái khúc đồng để mình bao bia cho anh em xem đó. Mình mới cắt thử cái ống đồng này nè để mình bao bia. Cái hàng này là hàng mới chưa có sử dụng ha. Nó cắt được là tối đa là 32 ly, từ 3 đến 32. Đó. Của SK1 thì cái hàng này là được sản xuất tại Đài Loan, gia công tại Đài Loan ha, mấy cái Taiwan. Hàng Nhật nhưng mà được sản xuất tại Đài Loan. Cái này mình giá bán giá là 300.000. Mã đặt hàng của nó là SK001. 300.000 ha, giá chưa có phí ship, chưa phí ship. Rồi, cảm ơn anh em đã dành thời gian để xem video nha. Anh em nhớ là bấm đăng ký để theo dõi kênh. Chào anh em, cảm ơn anh em nha.